Hello, chào mừng cả nhà nha. Hôm nay Thu Hà rất vui được gặp gỡ cả nhà trong video hôm nay. Và Thu Hà cũng cảm ơn mọi người nha vì đã click vào video và cùng nghe Hà review về xe. Thì thường thường nội dung video của Hà cũng khá là đơn giản, chủ yếu là cho mọi người xem mẫu và cập nhật giá nên là nó cũng ngắn thôi. Nên cả nhà chịu khó theo dõi hết video để ủng hộ cho Hà nha. Đầu tiên ở đây Hà đang có một em Satria tư nhân màu đỏ candy. Cái màu này là một màu gọi là truyền kỳ và best seller bên Hà luôn nha. Tại vì rất là dễ bán luôn và đặc biệt là sẽ chiều lòng được tất cả các vị khách hàng từ lớn tuổi cho tới nhỏ tuổi đều thích cái màu này hết ha. Và hiện tại bên Hà đang bán màu này chỉ có 54.500 thôi. Bạn nào muốn trả góp thì trả trước tầm khoảng 11-12 triệu là có xe rồi nha. Mấy bạn lưu ý giùm Hà, cái màu này là màu sơn 3D nên là không có dán tem. Nhiều bạn đang hiểu lầm á, mấy bạn hỏi Hà là bây giờ thích cái màu này nhưng mà cái tem mình không thích, mình lột ra mình dán lại được không á. Thì lưu ý giùm Hà là bên Hà sơn cả tem nha, không có lột ra được nha mọi người. Tại vì sơn như vậy xài nó sẽ bền hơn, dễ xài hơn mọi người. Còn nếu mà vừa sơn mà vừa đi tem chùm, tem dán thêm á thì chi phí rất là cao luôn ha, mà mình sẽ không có được thay đổi thường xuyên á. Còn sơn như vậy ví dụ mình xài 7-8 năm sau mình muốn đổi thì mình sơn lại thôi, để tính ra tiền sơn bên Hà nó cũng không có cao, chỉ bằng hoặc là thấp hơn một bộ tem chùm thôi. Nên là cả nhà mình xài cái phiên bản này nó ok hơn ha. Và kế bên Hà có một em Sonic màu xanh lục bảo nữa. Cái em này á thì cũng là sơn 3D luôn nhưng mà màu xanh này nhìn rất là nhẹ nhàng thư thái ha. Em này bên Hà sơn nên là sẽ có giá chỉ là 53.500.000 thôi, nhưng mà tính ra nó cũng rẻ đúng không? Tại vì hồi bữa Hà báo là 54 nhưng mà bây giờ thì còn có 53.500.000 thôi mọi người, và bảo hành nước sơn 1 năm ha. Cái em Repsol kế bên cũng vậy luôn, cũng là sơn 3D. Thì hai cái em này khi mà mua góp các bạn trả trước giùm Hà khoảng 12 triệu là có xe ha. Và cái thủ tục mua góp thì các bạn chỉ cần chứng minh là được. Và cái bên thì Hà có thêm một em Satria tư nhân nữa màu trắng đỏ. Em này là zin ha mọi người. Mẫu này là mẫu mới của 2022. Không giờ bạn nào đang đợi chờ thì tranh thủ luôn ha. Mình rước luôn em này về không phải đợi nữa nè. Em này thì mềm hơn, chỉ có giá 52.500.000 thôi tại vì là màu zin ha. Còn cái bên thì Hà có một em Satria chính hãng nữa cũng là màu đỏ candy. Nhưng mà mấy bạn thấy cái phần zin nhanh rồi không? Cái phần này á là bắt buộc đối với những dòng xe chính hãng là luôn có. Nhưng mà ví dụ như mấy bạn không thích thì các bạn có thể ra cửa hàng của Hà để Hà tư vấn và mọi người mình sẽ tích hợp vô trong luôn, ngay tại chỗ luôn ha. Chi phí thì cũng khá là hợp lý chứ không quá cao nên là mọi người cứ thoải mái. Như cái màu này hiện tại bên Hà đang bán là 51.200.000 và mua gói thì mình trả trước tầm khoảng 9-10 triệu thôi. Đây là tiếp tục lại là những em Phoenix độ màu rất là đẹp luôn. Đầu tiên là một em xanh xi măng. Cái em này cũng là sơn 3D luôn nè. Và cái màu này thì nó rất là hay ha, phối giữa màu xanh với màu xám á, nên cho ra cái màu xanh xi măng. Cái màu này chạy thì nhìn nó khá là đặc biệt, nó cũng sạch nữa. Với lại cái màu này khi mà lên những cái video TikTok á, đảm bảo là triệu view luôn á mọi người. Thì như hồi nãy Hà nói, Sonic 3D là khoảng 53 năm thôi ha, 53.500.000. Bên Hà còn nhiều màu lắm, các bạn muốn xem thêm màu jean hoặc là thêm màu độ thì cứ liên hệ ha. Đây Hà có màu xanh cốm nè. Màu xanh cốm này cũng đang là trend, đang hiện tại là đang hot luôn. Và cái bên là có màu vàng nữa. Màu vàng này có hai tem ha, một cái là tem trắng, một cái là tem đỏ nè mọi người. Anh quay phim quay kỹ xíu cho mọi người xem nè ha. Một cái là chữ trắng nè, còn một cái là độ tem đỏ đi với mâm đỏ ha. Giá thì cũng là 53 năm luôn. Và trên bục này Hà có một em Satria chính hãng màu trắng đỏ 3D luôn. Cái em này là 51.200.000 chưa tính đồ chơi nha mọi người. Ở đây Hà có lên bao tay nè, tay thắng nè, rồi ốc ki đông nè, viền ổ khóa, viền đồng hồ nữa nè mọi người. Rồi chống đổ trước sau nữa. Đó. Và thường thường ở bên Hà khi mà mua xe đối với dòng Satria chính hãng thì giá sẽ dao động từ 49.200.000 cho tới 51.200.000 và mua góp chỉ cần trả trước từ 8-10 triệu thôi. Còn đối với dòng tư nhân thì sẽ nhịn hơn là từ 52 năm tới 54 năm và mua góp mình trả trước từ 10-12 nha. Còn dòng Sonic thì từ 51 năm tới 53 năm và mua góp chỉ cần trả trước tầm khoảng 9-12 triệu là ok. Và thủ tục mua góp chuẩn bị dùm Hà chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Địa chỉ cửa hàng của Hà nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và trước khi tới mua xe mọi người liên hệ trước còn được hỗ trợ tiền xăng xe từ 500 ngàn tới 1 triệu nữa nha. Số điện thoại để mọi người liên hệ đặt lịch trước là 0937 438 101. Mọi người đừng quên lưu số này lại ha. Dẫn khách cũng có hoa hồng nữa nha mọi người. Và nếu bạn nào ở xa không rành đường á thì có thể bắt xe khách tới ngã tư Thợ Sao bên Hà hỗ trợ đón vào ha. Cái phần đón vào này không có tính chi phí đâu mọi người yên tâm ha. Và hôm nay thì Hà kết thúc video ở đây, mọi người xem xong muốn xem thêm màu gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với Hà.
và nhớ ủng hộ cho Hà thiệt là nhiều nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.